Lời Đức Chúa Trời hàng ngày. Con người phải theo đuổi để sống trọn cuộc sống có ý nghĩa và không nên hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Để sống thể hiện ra hình ảnh của Führer, con người phải có hiểu biết và kinh nghiệm của Führer. Con người phải theo đuổi những thứ cao cả hơn và sâu rộng hơn. Họ phải theo đuổi một tình yêu sâu đậm và thuần khiết hơn dành cho Đức Chúa Trời và một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa. Chỉ như vậy mới là đời sống. Chỉ khi đó, con người mới giống như Führer. Các người phải tập trung chủ động hướng về việc bước vào mặt tích cực và không được dễ dãi cho phép bản thân sa ngã chỉ vì sự dễ dàng chốc lát mà bỏ qua các lẽ thật thiết thực, cụ thể và sâu rộng hơn. Tình yêu của các ngươi phải thực tế và các ngươi phải tìm cách để đưa bản thân thoát khỏi cuộc sống vô tư lự và suy đồi giống như của súc vật này. Các ngươi phải sống trọn một cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị và các ngươi đừng lừa phỉnh bản thân hoặc coi cuộc đời mình giống như món đồ chơi để đùa giỡn. Với những ai khao khát yêu thương Đức Chúa Trời, không có lẽ thật nào mà không thể có được, không có công lý nào mà không thể trụ vững. Các ngươi nên sống đời mình như thế nào? Các ngươi nên yêu mến Đức Chúa Trời và sử dụng tình yêu này để đáp ứng mong mỏi của Ngài như thế nào? Chẳng có điều gì lớn lao hơn thế trong cuộc đời ngươi. Trên hết, ngươi phải có những khát vọng và sự bền chí như vậy, và đừng giống như những kẻ yếu đuối, những kẻ nhu nhược. Ngươi phải học cách trải nghiệm một cuộc sống có ý nghĩa, và trải nghiệm những lẽ thật có ý nghĩa, và đừng đối xử qua quýt với bản thân theo cách đó. Cuộc sống của ngươi sẽ trôi đi mà ngươi không hề nhận ra. Rồi liệu ngươi sẽ còn có cơ hội khác để yêu thương Đức Chúa Trời không? Sau khi chết, con người còn có thể yêu thương Đức Chúa Trời được không? Ngươi phải có khát vọng và lương tri như Führer. Cuộc sống của ngươi phải có ý nghĩa và các ngươi đừng đùa giỡn với chính bản thân mình. Là một con người và là người theo đuổi Đức Chúa Trời, ngươi phải có khả năng cân nhắc cẩn thận cách các ngươi đối xử với cuộc đời của mình, cách ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời, cách ngươi nên có đức tin ý nghĩa hơn vào Đức Chúa Trời, và vì ngươi yêu mến Đức Chúa Trời, làm sao để ngươi yêu Ngài một cách thuần khiết hơn, đẹp hơn và tốt hơn. Giờ đây, ngươi không thể chỉ hài lòng với cách mình được chinh phục mà còn phải suy xét con đường mà ngươi sẽ bước tiếp trong tương lai. Ngươi phải có khát vọng và dũng khí để được hoàn thiện và không nên lúc nào cũng nghĩ rằng mình không thể làm được. Lẽ thật có ưu ái ai không? Lẽ thật có thể cố ý chống lại con người không? Nếu ngươi tìm kiếm lẽ thật, điều đó có thể làm ngươi choáng ngợp không? Nếu ngươi kiên định vì công lý có hạ gục ngươi không? Nếu ngươi thực sự khao khát theo đuổi sự sống, liệu sự sống có thể né tránh ngươi? Nếu ngươi không có lẽ thật, điều đó không phải vì lẽ thật tản lờ ngươi, mà bởi vì ngươi rời xa lẽ thật. Nếu ngươi không thể kiên định vì công lý, thì không phải vì lẽ công lý sai, mà chỉ bởi vì ngươi tin rằng công lý đi chệch sự thật. Nếu ngươi không có được sự sống sau nhiều năm theo đuổi, đó không phải vì sự sống không có lương tri với ngươi, mà bởi vì ngươi không có lương tri với sự sống và xa rời sự sống. Nếu ngươi sống trong sự sáng và không thể có được sự sáng, điều đó không phải vì sự sáng không thể soi sáng ngươi, mà bởi vì ngươi chưa lưu tâm tới sự tồn tại của sự sáng, và vì vậy sự sáng lặng lẽ rời bỏ ngươi.
Nếu ngươi không tìm kiếm thì chỉ có thể nói rằng các ngươi là đồ bỏ đi và không có dũng khí sống và không có tinh thần kháng cự lại các thế lực của bóng tối. Các ngươi thật quá yếu đuối. Các ngươi không thể thoát khỏi các thế lực của Satan đang bủa vây các ngươi và chỉ bằng lòng sống một cuộc đời an toàn, yên ổn như thế này và chết trong ngu dốt. Ngươi nên theo đuổi việc được Đức Chúa Trời chinh phục. Đây là bổn phận bắt buộc của các ngươi. Nếu ngươi hài lòng với việc được chinh phục, thì các ngươi đã xua đuổi sự tồn tại của sự sáng. Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật. Các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật. Các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật. Và càng muốn có được thêm lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên. Và các ngươi không được mất đi phẩm giá và sự liêm chính trong cuộc sống của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm, chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ.